Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất về diễn biến tình hình mưa lũ và lũ lụt tại Trung Quốc. Chắc chắn rồi, Tin Mới tự tin đưa tới quý vị những tin tức nóng nhất trong ngày hôm nay về tình hình mưa lũ cũng như thiệt hại ban đầu về những trận mưa chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức đầu tiên. Đài quan sát khí tượng quận Mật Vân ở phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về tình hình mưa bão vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương. Dự báo nhiều khu vực sẽ chứng kiến những trận mưa như chút nước. Sáng nay, ba quận ở thủ đô Bắc Kinh cùng Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Mật Vân đã đồng loạt ban bố báo động đỏ về mưa bão khi các đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. 9 giờ sáng nay, lượng mưa ghi nhận được tại một nhà ga ở quận Mật Vân đã vượt qua 200mm. Trong khi đó, khu vực miền Đông Trung Quốc cũng đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão số 3 tiếp tục đổ bộ. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức đối phó khẩn cấp với bão số 3 lên mức cao nhất. Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc dự báo tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô cùng nhiều khu vực ở miền Đông Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa, gió mạnh, thậm chí nguy cơ ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống bão, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán. Trước đó, bão Pháo Hoa đổ bộ lần 2, nhiều nơi ở Trung Quốc lụt nặng. Bão Pháo Hoa đổ bộ lần 2 vào Chiết Giang, Trung Quốc hôm vừa qua đã khiến nhiều tuyến giao thông ngừng hoạt động và hàng chục ngàn người phải đi sơ tán. Theo dữ liệu từ trang weather.com, bão Pháo Hoa đã đổ bộ vào thành phố Bình Hồ thuộc Chiết Giang, Trung Quốc với vận tốc gió ở cấp 9. Việc bão Pháo Hoa hay còn có tên khác là bão số 3 đã đổ bộ lần 2 đã buộc chính quyền nhiều tỉnh, thành phố thuộc miền Đông Trung Quốc phải nâng mức cảnh báo thiên tai, đồng thời ngừng hoạt động các tuyến tàu cao tốc nối lên nhiều thành phố như Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba. Tại làng Lâm Phong ở ngoại ô thành phố Kim Hoa thuộc Chiết Giang, mưa lớn đã khiến đất đá trên các ngọn đồi sạt lở và chắn nhiều con đường dẫn vào đây, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường khai thông đường. Trong khi đó, chính quyền thành phố Gia Hưng ở Chiết Giang cho biết, bão Pháo Hoa đổ bộ lần 2 đã khiến 155.000 người dân phải đi sơ tán, 267 hecta hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế do bão gây ra ở thành phố này là 4,67 triệu nhân dân tệ. Mưa lũ Trung Quốc, người chết gia tăng, thêm cảnh báo ảm đạm. Trịnh Châu, Tân Hương, An Dương và Hạc Bích, bốn thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Hà Nam đang quay lại trạng thái bình thường. Tại Trịnh Châu, thành phố đầu tiên bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ này, 330 trên tổng số 339 tuyến xe buýt đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này vẫn bị ngưng. Theo Global Times, mưa lớn đã tàn phá 1.558 thị trấn trên khắp Hà Nam, làm ảnh hưởng cuộc sống của 12,9 triệu người. Chính quyền tỉnh này cho biết trong buổi họp báo chiều ngày hôm qua, thiệt hại kinh tế trực tiếp từ đợt mưa lũ bất thường này đã tăng lên khoảng 11,013 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong cùng ngày, mưa lớn được dự báo tiếp tục trút xuống Hà Nam với các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Tiền Dương, Chu Mạ Điếm, Chu Khẩu, Thương Khâu, Khai Phong, Bộc Dương, Tân Hương, An Dương và Hạ Bích, nhiều khả năng tiếp tục hứng lượng mưa cao nhất. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác cứu hộ cũng như nỗ lực tiếp tế nước uống và lương thực. Theo ABC News, trực thăng quân sự đang được sử dụng để mang nước uống, thuốc, thực phẩm cho khoảng 20.000 cư dân ở những khu vực khó tiếp cận. Trong khi đó, phần lớn Thượng Hải rơi vào trạng thái tê liệt khi bão Pháo Hoa tiếp tục hoành hành thành phố này sau khi đổ bộ thành phố Chusan gần đó vào ngày hôm trước. Nhiều cư dân Thượng Hải hiện đang làm việc tại nhà, điều thậm chí không xảy ra trong khủng hoảng COVID-19. Theo báo South China Morning Post, chưa có báo cáo thương vong tại Thượng Hải, nhưng bão Pháo Hoa đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây khi khiến đường xá lụt lội, làm gián đoạn một phần hệ thống tàu điện ngầm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cùng Thượng Hải đều ở phía đông Trung Quốc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mưa to và gió lớn trong vài ngày tới. Trung Quốc hồi chuông cảnh báo từ mưa lũ.
tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm vừa qua đối mặt thêm các trận mưa lớn sau khi lũ lụt nghiêm trọng, khiến ít nhất 133 người thiệt mạng, 380.000 người đi sơ tán và 3 triệu người bị ảnh hưởng. Giới chức tỉnh Hà Nam cho biết thêm, mưa to xảy ra từ cuối tuần vừa rồi còn gây thiệt hại kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4.343 tỷ đồng cho địa phương. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh thời tiết còn xấu và hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra. Hơn 6.000 lính cứu hỏa và 2.000 binh sĩ đã được huy động để khắc phục hậu quả thiên tai. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh, có 99 triệu dân này là một trong những nơi bị thiệt hại nghiêm trọng nhất khi phải hứng chịu lượng mưa lên đến 617,1mm trong ngày qua, gần bằng tổng lượng mưa trung bình hàng năm 640,8mm. Ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong một vụ tàu điện ngầm bị ngập nước ở thành phố này hôm vừa qua. Cũng trong ngày này, lượng mưa trút xuống Trịnh Châu trong một giờ tương đương 1/3 lượng mưa được ghi nhận tại đó trong cả năm. Theo đài CNN, trạm khí tượng thành phố Trịnh Châu đã mô tả lượng mưa này là ngàn năm có một. Trong khi đó, Sở Thủy lợi tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa tại một số khu vực là 5.000 năm mới có một lần. Nhiều thành phố nhỏ hơn cũng bị mưa lũ tàn phá nghiêm trọng. Tại thành phố Củng Nghĩa, mưa lớn khiến 4 người thiệt mạng, làm sập nhiều ngôi nhà và gây lở đất nghiêm trọng, cản trở hoạt động cứu hộ. Còn tại thành phố Tân Hương, mực nước cho con sông dâng cao hơn mức cảnh báo và 7 hồ chứa tràn bờ, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 470.000 người dân. Theo báo South China Morning Post Hồng Kông, bão pháo hoa đang di chuyển đến Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn đến các trận mưa khủng nói trên. Ngoài ra, thành phố Trịnh Châu nằm bên bờ sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai ở Trung Quốc, và đây là lý do khác khiến việc kiểm soát lũ lụt tại khu vực trở nên khó khăn hơn. Quốc gia đông dân nhất trên thế giới này dựa vào các đập và hồ chứa nhân tạo để giảm thiểu lũ lụt. Nhưng với lượng mưa cực lớn, các con đập không thể giữ được nước, Trung Quốc chứng kiến mưa lũ nghiêm trọng hàng năm. Riêng trong năm ngoái, thiên tai này đã khiến hơn 200 người thiệt mạng hoặc mất tích và gây thiệt hại trực tiếp lên đến 25 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề là theo thời gian, biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến tác động của mưa lũ thêm nghiêm trọng. Một số chuyên gia nhận định những trận mưa lũ mới nói trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc về hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo họ, biến đổi khí hậu đồng nghĩa rằng trái đất đang ấm dần lên nên nước bốc hơi nhiều hơn, dẫn đến khối lượng nước lớn hơn trong khí quyển, từ đó làm tăng nguy cơ mưa lớn thay đổi trước khi quá muộn. Những trận lũ lụt chết chóc ở Trung Quốc và Đức như một lời cảnh tỉnh rằng biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt trên toàn cầu và cần có những thay đổi đáng kể để chuẩn bị cho những kịch bản tương tự trong tương lai. Chính phủ các nước trước hết nên nhận ra rằng cơ sở hạ tầng được xây dựng trong quá khứ hoặc thậm chí là thời gian gần đây dễ bị tổn thương bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này. Ông Eduardo Aravan, đồng viện trưởng Viện Chính sách nước thuộc chương trình Chính sách Công lý Quang Diệu Singapore, nói với hãng tin Reuters. Theo một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Rofisical Research Letter Mỹ, biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng số lượng các cơn bão lớn và di chuyển chậm. Tại châu Âu, những cơn bão loại này có thể nán lại lâu hơn tại một khu vực và gây ra lũ lụt nghiêm trọng như ở Đức và Bỉ mới đây. Vì thế, ông Fred Matterman, chuyên gia tại Viện Potsdam về nghiên cứu tác động khí hậu Đức cho rằng các quốc gia cần có những bước đi nhằm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu như củng cố đê điều, ngăn lũ, điều chỉnh hạ tầng. Bên cạnh đó, cần cải thiện hiệu quả các hệ thống cảnh báo lũ lụt để giúp người dân có đủ thời gian chuẩn bị ứng phó. Trong khi đó, ông Ko Tiet Yong, nhà khoa học về thời tiết và khí hậu tại Trường Đại học Khoa học Xã hội Singapore, nhận định cần có đánh giá tổng thể về các hệ thống sông nước tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Lũ lụt thường xảy ra do sự kết hợp của hai yếu tố gồm lượng mưa lớn hơn bình thường và các sông không đủ khả năng thoát lượng nước mưa nhận thêm. Trong những ngày qua, nhiều quốc gia tại châu Á, từ Trung Quốc, Philippines tới Ấn Độ đều đã phải hứng chịu sự hoành hành của một trong những hiện thân tàn khốc nhất của sự thay đổi khí hậu, đó là những trận mưa lũ nghiêm trọng. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa phải hứng chịu cơn lũ được mệnh danh là nghìn năm có một. Không những vậy, một cơn siêu bão mới lại đổ bộ vào đất nước này.
những cơn mưa xối xả kèm theo nước lũ cũng đã nhiều ngày đổ xuống quốc đảo Philippines và quốc gia Ấn Độ, khiến hàng vạn người dân hai nước này phải sơ tán và hàng trăm người tử vong. Ngoài ra, không chỉ châu Á mà cả những quốc gia Tây Âu như Anh, Đức hay Bỉ cũng đang trong hoàn cảnh này. Trong bối cảnh mà cả thế giới vẫn đang vật lộn chiến đấu với cơn đại dịch toàn cầu, thì những trận lũ này làm nhiều người không khỏi lo sợ về một ngày tận thế đang cận kề. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện và bắt đầu chuẩn bị cho những kịch bản tương tự trong tương lai. Thưa quý vị, dữ liệu về thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong 9 tháng qua được Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố. Tân Hoa Xã đưa tin, thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc đã giảm trong 9 tháng qua, bất chấp lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian này. Ở Trung Quốc, tổng cộng 578 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong 9 tháng qua, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 130 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 3 quý qua, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 83.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong những thảm họa như vậy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra nghiêm trọng trong 3 quý đầu năm, với 45 trận mưa lớn trên toàn quốc và lượng mưa trung bình đạt 622mm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961. Lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh và 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 80% so với mức trung bình trong những năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1998. Trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc khiến hơn 100 triệu người và 1.000 hecta hoa màu ảnh hưởng, hơn 3.700 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế khoảng 24 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin mới nhất cũng như cả các thông tin quan trọng về tình hình lũ lụt ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.